Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 7 tháng 4 trên kênh PTV Tiền và dự báo cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 16 trở đi thì hầu khắp các khu vực trên cả nước có khả năng sẽ bước vào một đợt mưa mới. Trong ngày hôm nay cho đến ngày mai, gió đông bắc có xu hướng suy yếu, nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng gia tăng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng. Dự báo trong đêm nay trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất hầu khắp khu vực vùng núi ở mức từ 17 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Sang đến ngày mai, trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ sẽ cao từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Đối với các khu vực ven biển của Trung Bộ thì mưa cũng có xu hướng giảm theo từng ngày. Mưa chỉ còn lặp lại ở một số khu vực đến hết ngày mai. Vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Bình có nắng nhẹ nên nhiệt độ ngày cao từ 25 cho đến 28 độ. Trong khi đó, vùng phía Nam tỉnh Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời không mưa nhưng mây vẫn còn nhiều và có nhiệt độ ngày thấp dao động từ 23 cho đến 25 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ ngày tăng cao phổ biến ở mức từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh ở thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, trưa chiều lại có nắng nên nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Đối với khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa cũng có xu hướng giảm, chủ yếu chỉ còn xuất hiện về chiều tối. Trong đó, ở các tỉnh miền Tây, Nam Bộ do còn chịu tác động của rãnh thấp xích đạo nên có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ cho ngày hôm nay cũng như 3 ngày tới, ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, có mưa rào và dông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ngoài ra, đối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông, gió chịu ảnh hưởng bởi gió Đông Bắc và gió Tây Nam. Khu vực phía Nam của Biển Đông sẽ hình thành một vùng xoáy áp thấp từ ngày mai đến ngày 9 tháng 4. Cảnh báo dông lốc và gió giật mạnh ở các vùng ven biển phía Nam, khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa. Dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4, áp thấp chủ yếu di chuyển theo hướng Đông Bắc, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, không loại trừ khả năng sẽ mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ làm cho cơn bão này trên khu vực Biển Đông đổi hướng di chuyển, đổ bộ vào đất liền, nên bà con hết sức chú ý. Đến đây mới chỉ là những dự báo xa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm về cơn bão này cho các bạn tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.